11 lần ngứa mắt ngứa miệng, Trang Trần khiến hàng loạt sao Việt tím tái mặt mày. Cũng không oan khi người ta phong cho Trang Trần danh hiệu thánh chửi, bởi chẳng mấy chốc lại thấy cô ngứa miệng đối đầu hết sao nọ đến sao kia. Trang Trần hay còn được gọi biệt danh là Trang Khàng. Cô không chỉ được biết đến với vai trò là cụ người mẫu, mà còn đóng phim điện ảnh và kinh doanh, đặc biệt là bán bún đậu mắm tôm. Tuy nhiên, người ta dường như ít biết đến tài năng chuyên môn mờ nhạt của cô ấy, mà chỉ nhớ nhiều đến những tai tiếng qua hàng loạt phát ngôn thô thiển chua ngoa rất chói tai của cô gái giọng khàn này. Chửi fan thậm tệ, Trang Trần vốn có sở thích livestream lên mạng xã hội để tâm sự với người hâm mộ, đồng thời kinh doanh online. Tuy nhiên, nếu fan có lời lẽ phượt ý, thì cô sẽ chửi ngay lập tức. Có một lần Trang Trần trang điểm để đi dự lễ hỏi, khi một khán giả hỏi bôi kem chống nắng trước hay sau khi trang điểm vậy chị, Trang Trần nổi cơn tam bành, mắng mỏ không tiếc lời. Em bị ngu à, ngu hết phần của lợn, kem chống nắng lại hỏi là bao trước hay sau khi trang điểm. Nhiều người ngu mà còn lại hay hỏi, chửi cho thì lại bảo thô mới lại tục, ngu thì câm cái mỏ lại bớt hỏi, mà lại hỏi ngay cái lúc mình đang sử dụng mới ghét. Bên cạnh đó, Trang Trần cũng không quên dằn mặt những khán giả hỏi ngu về chuyện makeup. Đi mua hàng có chút tiền mà cứ tưởng mình là bà nội thiên hạ. Nhà chị bán hàng là một khí phách đấy, không cần quá giàu, không cần quá đông, chỉ cần vừa phải và chất lượng. Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi một fan ruột vào livestream và hỏi, nay đi đâu sớm vậy chị? Trang Trần bức xúc nạt lại. Câu đấy người khác hỏi chị sẽ không chửi, nhưng em hỏi thì chị phải chửi vì em ngu. Ngu là những việc mà đứa khác đã làm, chị đi đâu làm gì chắc phải báo với em. Chửi người hỏi công thức làm bán bún đậu. Có một cô gái nhắn tin cho Trang Trần hỏi, chị Trang ơi, giúp em một chút được không? Chuyện là em ở Lộc Ninh, Bình Phước, em muốn mở quán bún đậu mắm tôm, nhưng không biết mua bún lá ở đâu, chị có thể giúp em không ạ? Với cách pha mắm tôm và chiên đậu làm sao cho giòn mà không bị cứng, cảm ơn chị nhiều. Ngay khi nhận được tin nhắn, Trang Trần đã thẳng thắn đáp trả, cho chị số tài khoản, chị gửi tiền cho mà tiêu. Làm giàu thế ai cũng làm em ạ. Làm ăn mà đi hỏi người khác làm giống mình, chị không phải hoa hậu thân thiện như em, cũng không phải lớp trưởng bộ môn bún đậu mắm tôm, nên không có trách nhiệm kèm bài cho quán nào. Hỏi như em, chị chúc đúng một câu, mong em sớm sập tiệm, buôn bán mà không biết gì về kỹ thuật nấu ăn mà lại đòi mở. Vẫn biết việc cô gái hỏi ngón nghề kinh doanh của Trang Trần là không nên, bởi đây là bí kíp làm ăn của cô ấy, nhưng cách trả lời kiểu tát nước vào mặt người khác như thế này quả là không chấp nhận được. Chửi anti-fan, kể cả khi có những hành động đẹp như khi làm từ thiện, Trang Trần cũng không thể níu giữ được chút cảm tình trong lòng khán giả. Khi chỉ vì một lời nhận xét thiếu tế nhị mà cô đánh đá đáp trả khiến ai cũng lắc đầu chào thua. Cụ thể là khi đăng tải hình ảnh dự lễ khánh thành một cây cầu tại tỉnh Bến Tre do cô vận động kinh phí xây dựng lên Facebook, thì có một anti-fan nhận xét rằng đi làm từ thiện mà đầu tóc rối bù, mặt bóng dầu, ăn mặc lố lăng. Học các hoa hậu kia kìa, tóc tai mượt mà mới xứng đáng làm nghệ sĩ. Trang Trần đã rất tức giận và đánh đá đáp trả. Ôi, tôi bận ăn nhậu hưởng thụ cho cuộc sống của tôi, nên tôi chỉ sống lượm thượm vậy thôi. Làm công tác thiện nguyện mà cũng không tha mình. Xin lạy mấy thánh, tôi cũng ráng bỏ lết qua cái tháng này tôi nhịn nhé. Không làm gì tốt cho đời thì im mỏ lại cho người khác khỏi nhục chí. Cầu là tiền của mọi người, nên em nhờ anh chị báo chí thông báo giúp để các nhà hảo tâm nắm bắt thông tin nhanh và chuẩn, tránh tình trạng em bị một người kia gửi 150 đô, bảo cho con gái em 50 đô mà mua váy em từ chối, và sau đó em đã đăng nhận tiền trước. Cả ngày chị ấy nhắn tin nói em lấy 150 đô đi nhậu. Em muốn ước dân trào, một tháng nhậu có khi tốn 10-15 triệu quá bèo với thu nhập của em. Em là Trang Khàng bán bún đậu chứ không phải hoa hậu, đừng bắt em lụa là gắm gốc, bởi tính em không thích trâu chuốt. Em chỉ đánh được son môi là vui lắm, tha cho em nha. Trang Trần chửi bới xô xát với công an. Trong một lần, Trang Trần cùng một người bạn đi taxi từ phố Ngô Văn Sở về khách sạn. Khi đến phố Đào Duy Từ, quận Hoàng Kiếm, tài xế đi vào đường ngược chiều nên bị công an phường Hàng Bươm dừng xe kiểm tra giấy tờ. Khi công an yêu cầu lái xe về trụ sở công an làm việc, Trang Trần đã phản ứng và lớn tiếng tranh cãi với thái độ bất hợp tác, coi thường và có lời lẽ lăng mạ người thi hành công vụ. Ngay cả lúc về trụ sở công an, Trang Trần vẫn tiếp tục chửi cảnh sát bằng những lời tục tiểu. Với hành vi chợ búa của mình, Trang Trần phải hầu tòa và bị tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo. Trang Trần chửi siêu mẫu Hà Anh. Có lần Trang Trần đã đăng tải lên trang cá nhân của mình đường link các bài báo mạng liên quan đến hình ảnh Hà Anh xuất hiện trong đêm chung kết Việt Nam Next Top Model.
khi cô ấy mặc đồ hở bụng với các tít tô kiểu như Hà Anh khoe cả mảng bụng với kiểu váy thiếu vải, với những lời lẽ khó nghe như cần phải mua cây cột cho ả đô và liếm, hay có một con khùng trong tấm hình theo mọi người là bánh bèo nào, kể cả câu nói nhẹ nhàng hơn cũng đầy ẩn ý sau cây, ở nhà tôi thường mặc, nhà bạn thì ai quan tâm, kể cả bạn không mặc gì. Trang Trường chửi ca sĩ Danh Bi. Danh Bi từng đăng tải một status cá nhân với nội dung phân biệt giới tính. Hành động ngày nay lập tức đã vấp phải sự phản đối từ cư dân mạng và các nghệ sĩ Việt. Riêng về phía Trang Trần, cô đã làm hẳn clip phản pháo Danh Bi với những lời lẽ đả kích. Danh Bi tôi không biết là ai, trai thì không đủ cứng, nghệ sĩ thì không đủ tài, chỉ vả cho cưng 1.000 phát. Trang Trần chửi diễn viên Hiếu Nguyễn. Trong suốt quá trình tham gia cuộc đua kỳ thú, sự đanh đá và thẳng thắn của Trang Trần khiến em choáng váng. Cô đã không ít lần xúc phạm, đồng đội Hiếu Nguyễn mỗi lần xích mích bằng những lời lẽ nặng nề. Chữ ngắn, nông cạn thì đừng nói nhiều, đừng xây dựng hình ảnh cho mình nữa, anh im mồm đi, phát rồ. Thậm chí tại đặng đua ở Huế, cô đã hất tung 20 chiếc nón lá vào Hiếu Nguyễn, khiến anh bị một mẻ chiếc răng. Ở mỗi chặng đường, trong các cuộc trò chuyện của Trang Trần luôn tung ra hàng loạt những câu chửi thề, cửa miệng cấu bẳn với diễn viên Hiếu Nguyễn khiến ban tổ chức chương trình đã buộc lòng phải đắp tiếng bíp thay cho mọi câu văn tục trước khi lên sóng truyền hình. Trang Trần chửi Dương Yến Ngọc. Trang Trần lên tiếng chửi xéo Dương Yến Ngọc trước thông tin cô bị chồng đánh đập, đuổi ra khỏi nhà. Những chia sẻ của Trang Trần hết sức chợ búa và thiếu tôn trọng. Trang Trần cho biết, cuộc đời này đàn ông đánh bạc để vợ con ra đường là đã không chấp nhận được, thì đàn bà đánh bạc, trôi nhà trôi cửa bị chồng đánh đập chẳng có gì là oan. Lo mà trả nợ đi không lại khô máu với bọn chợ đen bây giờ, và còn rất nhiều những lời lẽ miệt thị khác. Ngay sau đó, Dương Yến Ngọc đã đăng tải rất nhiều trạng thái bộc bạch về sự tàn ác và điêu ngoa của Trang Trần. Theo Dương Yến Ngọc thì chính Trang Trần là tác nhân khiến chồng của cô đánh cô thậm tệ hơn. Thậm chí cô còn muốn kiện Trang Trần ra tòa về tội vu khống, bôi nhọ danh dự và phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Trang Trần xúc phạm nghệ sĩ Xuân Hương. Em bức xúc nhất là vụ Trang Trần dùng những lời lẽ thô tục xóa mạ cô Xuân Hương, một người nghệ sĩ lớn tuổi và đáng kính trọng trong showbiz. Trang Trần thậm chí hăm dọa nếu nghệ sĩ Xuân Hương dám phản ứng trên Facebook, cô sẵn sàng tới nhà xé xác đàn chị. Trang Trần bóng gió mắng Ngọc Trinh. Khi Ngọc Trinh vừa tung một bộ ảnh có phần mát mẻ thì Trang Trần đã lập tức làm clip bóng gió mắng Ngọc Trinh. Khác với lần mắng chửi tục tiểu nghệ sĩ Xuân Hương, lần này Trang Trần dùng lời lẽ khá là lịch sự, cùng với những lý lẽ khá xác đáng về người mẫu, nhưng ẩn ý đằng sau những lời lẽ đó khá là nặng nề. Dù không chỉ thẳng mặt gọi hẳn tên, nhưng người ta đều biết Trang Trần bóng gió nói về ai. Nếu như bạn muốn sau show diện có nhiều trai ve vãn, bu xung quanh như ruồi bọ, thì bạn không phải làm nghề người mẫu. Người mẫu người ta sống bằng nghề cắt quốc chụp hình, suốt ngày phải đi diễn hùng hục như trâu, chạy ngược chạy xuôi, để mới là người sống bằng nghề người mẫu. Chứ người mẫu mà cả đời chẳng thấy show diễn nào, nhưng lúc nào cũng giàu có thì không phải là người mẫu. Trang Trần chửi Hồng Nhung vợ Xuân Bắc. Gần đây nhất là việc Trang Trần đã lên tiếng bênh vực thầy giáo cũ, nghệ sĩ nhân dân Anh Tú. Đồng thời tố cáo ngược lại vợ Xuân Bắc từng có lời lẽ coi thường các chân dài như cô. Thầy chính là người dạy tôi và các sinh viên học làm người trước khi học làm nghề thì sẽ không bao giờ làm trò mèo đó được. Có trách là trách bản thân ngồi vào vị trí đó do cái gốc quá bự, chứ đừng làm tưởng thầy tôi chèn ép. Bớt hồ đồ bánh bèo vô dụng lại cho chồng sang như bao năm đi. Trang Trần còn dùng những lời lẽ khiêu khích để nói về Hồng Nhung. Câu chuyện hôm nay khẳng định là sự tinh tướng của chị, đến cái kỹ năng cơ bản nhảy cha 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 còn chẳng nắm được, vậy mà chị đã vội vã vu cho tôi là chân dài người mẫu. Làm được gì thì thầy tôi bị cho là chèn ép cũng dễ hiểu. Không chỉ vậy, Trang Trần còn khẳng định tin tưởng nghệ sĩ nhân dân Anh Tú, không ngừng gửi sự thách thức tới bà xã Xuân Bắc. Nó thích đụng thầy của em sẽ sanh chính cho nó hiểu thầy của em tuyệt vời như thế nào, hoặc để thầy tôi yên, chứ không tôi live stream là chị mệt nha. Phía giảng viên Hồng Nhung cũng đã có những phản hồi về sự việc này. Em Trang Trần, chưa bao giờ tôi dám nhận em là sinh viên của tôi. Tôi thật đáng trách khi cứu em khỏi bị đuổi học vì việc em chửi và đánh cô giáo Minh Nhu của tôi. Chỉ cần em nói thêm một câu nào nữa, em sẽ biết em nhận kết quả gì. Vương Quang Long bất ngờ công khai ảnh cưới vợ mới. Vợ mới nhỏ hơn nam ca sĩ 10 tuổi rất xinh đẹp. Vương Quang Long vừa chia sẻ loạt ảnh cưới được thực hiện hơn một năm trước. Lý do anh tung ảnh cưới vào thời điểm này là vì không muốn có sự nhầm lẫn giữa vợ cũ và vợ mới. Vương Quang Long kết hôn lần đầu vào năm 2002 và đã có hai con, một trai một gái.
Tuy nhiên nam ca sĩ rất kín tiếng, nên đến tận khi con lớn anh mới công khai chuyện đã lập gia đình. Cuộc hôn nhân này kéo dài 13 năm thì tan vỡ. Năm 2016, anh làm đám cưới với một cô gái khác, song cũng như lần trước anh cũng không chia sẻ với báo giới. Cách đây không lâu, bà xã mới đi cùng Vương Quang Long đến buổi ghi hình ca sĩ giấu mặt. Khán giả và báo chí vẫn tưởng đây là người vợ anh đã cưới vào năm 2002, điều này khiến cô rất buồn. Để bà xã không tổn thương thêm, Vương Quang Long quyết định công bố loạt ảnh cưới của anh và Linh Lan, tên người vợ mới. Bà xã Vương Quang Long sinh năm 1989, kém anh 10 tuổi và cùng quê với anh. Họ quen nhau trong một lần đi ăn chung với bạn bè ở thành phố Hồ Chí Minh. Cặp đôi được gia đình bạn bè ủng hộ, họ đã đi du lịch nhiều nơi để lưu lại kỷ niệm tình yêu. Thời điểm này Vương Quang Long ít đi hát mà tập trung chăm sóc cho gia đình nhỏ và kinh doanh. Bà xã của anh được khen xinh đẹp và có nét giống diễn viên Lê Phương. Mỗi lần Vương Quang Long đi hát, Linh Lan đều đi theo hỗ trợ anh. Vương Quang Long đang dồn hết tâm huyết để xây dựng khu du lịch sinh thái ngay quê hương của anh. Mảnh đất rộng hơn 40 hectare do anh làm chủ đã khởi công, sẽ hoàn thành vào năm sau khi đi vào hoạt động, khu du lịch chào đón khách trong nước lẫn quốc tế. Choáng váng với hình ảnh hàng loạt sao Việt chưa qua Photoshop, da đen, chân thô, đùi to, bụng mỡ, nhìn là hết cả hồn. Vì đã quá quen với hình ảnh long lanh của các sao Việt trên báo chí, thế nên khi được chiêm ngưỡng nhan sắc thô mộc chưa qua Photoshop của những người đẹp này, không ít fan hâm mộ đã thực sự sốc và vô cùng choáng váng. Ngọc Trinh, Hồ Ngọc Hà, Mai Phương Thúy, Nhã Phương Hương Tràm đều là những mỹ nhân được ngưỡng mộ vì sở hữu những đôi chân thon nuột nà cùng thân hình mảnh mai đáng mơ ước. Cứ mỗi lần những người đẹp này chia sẻ ảnh, ai cũng phải trầm trồ trước làn da trắng mịn không tì vết và vóc dáng thanh thoát khó tin của họ. Tuy nhiên, đó chỉ là những hình ảnh đã được duyệt qua những cú lích chuột thần kỳ. Còn khi chưa Photoshop, nhan sắc của những mỹ nhân này khiến nhiều fan thật sự vỡ mộng và mất niềm tin vào cuộc sống. Bắp đùi vạm vỡ của Hương Tràm bỗng trở nên thon gọn bất ngờ chỉ sau vài cú lích chuột. Hóa ra Mai Phương Thúy cũng không sở hữu thân hình tuyệt hảo như người ta vẫn lầm tưởng. Cặp đùi của Hoàng Thùy Linh khi chưa qua Photoshop khiến nhiều fan choáng váng. Hồ Ngọc Hà dường như đã quá lạm dụng công cụ chỉnh sửa ảnh, trong đôi chân nữ hoàng giải trí như đang đi cà kheo. Ở những mức hình gốc, Ngọc Trinh cũng chẳng trắng mịn như thường thấy. Không phải bàn cãi gì nữa, mức hình trái chính là đôi chân thực sự của Nhã Phương, còn hình phải là sản phẩm của Photoshop.